Xin kính chào quý vị khán giả đam mê bóng chuyền. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức online, nơi cập nhật những diễn biến nóng hổi và kịch tính nhất từ sân đấu bóng chuyền trong nước và quốc tế. Hãy sẵn sàng, vì hôm nay chúng ta sẽ bước vào những thông tin không thể bỏ lỡ. Mở màn là một câu hỏi đầy hấp dẫn, liệu việc Thanh Hóa mạnh tay sử dụng ngoại binh Trung Quốc có phải là quân bài chiến lược giúp họ sẵn sàng đua tranh chức vô địch quốc gia? Một nước cờ táo bạo, đầy hứa hẹn hay sẽ là thách thức lớn? Quý vị sẽ không thể rời mắt khỏi diễn biến này. Tiếp theo, chúng ta cùng tự hào trước thành tích của ngôi sao bóng chuyền Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy, người đang chuẩn bị viết tiếp hành trình rực rỡ tại châu Âu. Liệu cô có một lần nữa làm nên lịch sử, khẳng định vị thế của mình tại đấu trường quốc tế? Chưa dừng lại ở đó, quý vị sẽ bị bất ngờ với thông tin gây chấn động, vua dội bom châu Âu sắp đặt chân tới Việt Nam thi đấu. Bến đỗ của cô ấy đã được xác định, và giải đấu trong nước chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và cuối cùng, một thông tin cực kỳ thú vị mà ít ai ngờ tới, một tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ tỏa sáng trên sân đấu mà còn lập kỷ lục hiếm có trong sự nghiệp khi sở hữu tài sản đáng mơ ước với mảnh đất rộng đủ để xây cả một biệt phủ, cùng với chiếc xe sang trong bộ sưu tập của mình. Ai sẽ là cái tên khiến làng bóng chuyền phải ngưỡng mộ? Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, tin dùng ngoại binh Trung Quốc, bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẵn sàng đua danh hiệu vô địch quốc gia. Theo nhiều nguồn tin, câu lạc bộ xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ chủ công người Trung Quốc, Liêu Giang Hàng cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ở các lượt trận đầu tiên diễn ra hồi đầu năm, đội bóng xứ Thanh có sự phục vụ của Kai Siakwin, cầu thủ vừa thi đấu tại VTV Cup 2024 trong màu áo câu lạc bộ Hà Nam. Tuy nhiên, Kai Siakwin sẽ không trở lại Việt Nam thi đấu do vướng lịch trình giải quốc nội cùng đội chủ quản. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã có màn bị lột xác tại mùa giải vô địch quốc gia 2024 khi có được vị trí thứ tư sau giai đoạn 1. Thầy trò huấn luyện viên Bùi Huy Sơn giành được 3 chiến thắng, để thua 2 trận. Trở lại mùa giải năm ngoái, đội bóng xứ Thanh phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới chắc chắn trụ hạng. Nhưng năm nay lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Thương vụ với chủ công Liêu Giang Hàng có thể giúp Thanh Hóa tiếp tục mục tiêu cạnh tranh chức vô địch với các đối thủ mạnh khác như binh chủng Thông Tin, LPB Ninh Bình hay VTV Bình Điền Long An. Xét về thành tích thi đấu, chủ công Liêu Giang Hàng đã cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc vô địch FIVB World Cup vào các năm 2015 và 2019, hai lần giành ngôi Á quân Nations League, VNL, các năm 2018, 2019, một huy chương bạc World Grand Prix 2013. Hai huy chương vàng giải vô địch châu Á năm 2014 và 2018, một huy chương bạc ASEAN 17 năm 2014 cùng nhiều danh hiệu đáng chú ý khác. Ở cấp độ câu lạc bộ, tay đập 31 tuổi có thời gian xuất ngoại ở Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, với bản thành tích ấn tượng như huy chương bạc giải vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2016, hai lần giành huy chương vàng và hai lần giành huy chương đồng giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2024 tại Lào Cai. Lịch thi đấu của xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở vòng này tương đối nhẹ nhàng khi chỉ phải gặp các đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn và các học trò sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 gặp Hà Nội. Thông tin tiếp theo, Trần Thị Thanh Thúy, ngôi sao Việt Nam sẽ tỏa sáng tại trời Âu. Việc chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Kuribo tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Thị Thanh Thúy. Sau khi kết thúc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV 9 Bình Điền 2024, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8 vừa qua để đầu quân cho Kuribo. Cô sẽ thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này, vốn mang tên Sultan La Lairi nữ, trong mùa giải 2024-2025, với vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Kuribo gặp Aydin Wisher Beledipper. Bệ phóng hoàn hảo. Ngay khi đặt chân tới đây, Thanh Thúy đã đặt một cột mốc mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một vận động viên bóng chuyền tới châu Âu thi đấu và ký hợp đồng với một đội bóng chuyên nghiệp. Được biết, hợp đồng của Thanh Thúy tại Thổ Nhĩ Kỳ có thời hạn kéo dài 10 tháng, kết thúc vào ngày 25 tháng 5 năm 2025. Sau đó, tùy vào mong muốn của hai bên để quyết định vào việc có gia hạn hay không. Nói qua về giải đấu nơi Thanh Thúy chuẩn bị thể hiện bản thân, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã được xem là một trong những giải đấu hấp dẫn và cạnh tranh nhất thế giới. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, đào tạo và các giải đấu chuyên nghiệp, bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những thành tích đáng nể.
sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Tirana Bokovic, Gabi hay Dragoons đã góp phần nâng tầm giải đấu và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong bối cảnh đó, câu lạc bộ Curibo nổi lên như một thế lực mới đầy triển vọng. Mặc dù chưa có bề dày lịch sử như một số đội bóng khác, nhưng Curibo luôn thể hiện một lối chơi tấn công mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Thành tích xếp thứ 5 chung cuộc tại mùa giải 2023-2024 là một minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ không ngừng của đội bóng này. Việc cải thiện 3 bậc so với mùa giải trước đó nữa, 2022-23, cũng cho thấy Curibo đang đi đúng hướng và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Với việc gia nhập Curibo, Trần Thị Thanh Thúy sẽ có cơ hội được thi đấu và rèn luyện cùng những vận động viên hàng đầu thế giới. Môi trường chuyên nghiệp, cường độ tập luyện cao và những trận đấu căng thẳng sẽ giúp chủ công 26 tuổi nâng cao đáng kể kỹ. Năng cá nhân. Cô không chỉ được học hỏi từ các đồng đội giàu kinh nghiệm mà còn được thử thách bản thân ở những trận đấu đỉnh cao. Việc được thi đấu tại Curibo sẽ là một bước đệm quan trọng để Thanh Thúy phát triển sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, cô cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức và áp lực không nhỏ trong thời gian tới. Bến đỗ mới, thử thách mới. Sự thành công của Thanh Thúy, hoặc thất bại, tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt chung của bóng chuyền Việt Nam tại quốc tế. Ngay từ lúc này, vận động viên quê Bình Dương sẽ phải tìm cách để cạnh tranh với những đồng nghiệp tài năng để có suất thi đấu chính. Tại Curibo, mỗi vận động viên đều sở hữu những kỹ năng vượt trội. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu đều là một thử thách lớn, đòi hỏi Thanh Thúy phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, việc mỗi đội bóng chỉ được tung vào sân ba ngoại binh cũng sẽ là một rào cản lớn đối với cô. Ví dụ như trong trận đấu ra mắt hôm 14 tháng 9 vừa qua khi Curibo so tài với câu lạc bộ Gerenspor, Thanh Thúy đã không có tên trong đội hình xuất phát. Phải đến khi Curibo bị dẫn ở set 3 sau khi hòa 2 set đầu, chủ công người Việt Nam mới được huấn luyện viên Mehmet Bedestin tung vào sân. Cô đã có màn thể hiện khá tốt nhưng đến set 4, Thanh Thúy tiếp tục phải ngồi dự bị. Kết quả là Curibo đã để thua 1-3 ở trận đấu này. Ở trận đấu sau khi gặp đối thủ yếu hơn là Arak Kargo SK, Thanh Thúy vẫn được sử dụng với kịch bản tương tự. Nhưng lần này, đội bóng của cô đã giành chiến thắng và kết thúc giải đấu với ngôi Á quân. Hy vọng rằng trong tương lai, Thanh Thúy có thể chứng minh giá trị của mình để có thể ra sân thường xuyên hơn. Ngoài áp lực phải cạnh tranh vị trí, Thanh Thúy cũng sẽ phải làm quen với phong cách thi đấu khác biệt tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Giải đấu này nổi tiếng với tốc độ và sức mạnh, qua đó đòi hỏi Thanh Thúy phải thích nghi nhanh chóng với cường độ thi đấu cao. Cuối cùng, gánh nặng kỳ vọng từ người hâm mộ cũng là một áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, chính những thử thách này sẽ tạo động lực để Thanh Thúy không ngừng hoàn thiện bản thân. Con đường phía trước dù nhiều chông gai, nhưng với tinh thần quyết tâm, có niềm tin rằng cô gái Việt Nam này sẽ tỏa sáng tại châu Âu và khiến người hâm mộ nước nhà tự hào. Thông tin tiếp theo, vua dội bom châu Âu chuẩn bị thi đấu tại giải bóng chuyền Việt Nam, bến đỗ đã được xác định. Tin đồn chuyển nhượng sôi động nhất làng bóng chuyền Việt Nam thời điểm hiện tại chính là việc siêu sao Jana Kulang sắp gia nhập một đội bóng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Theo nhiều nguồn tin uy tín, chủ công người Azerbaijan đã có mặt tại Việt Nam và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để chính thức trở thành thành viên của một đội bóng tại giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Jana Kulang là một cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền thế giới. Với chiều cao 1m98 cùng những cú đập bóng uy lực, Kulang được mệnh danh là gờ máy đập bom. Trải qua nhiều năm thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản, Kulang đã khẳng định được đẳng cấp của mình. Đặc biệt, tại Nhật Bản, cô đã gánh vác Torrey Aro nhiều mùa giải và giúp câu lạc bộ này đạt được những thành tích đáng kể. Nhiều đồn đoán cho rằng Kulang sẽ gia nhập binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Thực tế, việc Kulang và Lâm Oanh, một trong những trụ cột của thông tin, theo dõi nhau trên Instagram càng làm dấy lên những nghi vấn về khả năng này. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những thông tin chưa được xác nhận. Sự xuất hiện của Kulang tại giải vô địch quốc gia Việt Nam 2024 hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho giải đấu. Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Kulang sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho bất kỳ đội bóng nào. Sự cạnh tranh ở giải vô địch quốc gia cũng sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi có thêm một ngôi sao đẳng cấp thế giới tham gia. Và cuối cùng, tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam mua đất rộng đủ xây biệt phủ, mua xe sang và lập kỷ lục hiếm có trong sự nghiệp. Giàu cá tính, giàu ý chí và bền bỉ phấn đấu, nỗ lực không ngừng, cô ấy đã đạt rất nhiều thành công lớn trong sự nghiệp và thậm chí là một trong những đại gia ở trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. 2024 là năm thứ 15 Trà Giang khoác áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Tuy không quá nổi bật và không phải giải đấu nào cũng được triệu tập, nhưng Trà Giang vẫn được coi là một trong những ngôi sao biểu tượng cho sự bền bỉ. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Phụ Công sinh năm 1992 đã đạt nhiều thành công, trong đó có 5 lần giành huy chương bạc SEA Games 2009, 2011, 2013, 2015 và 2023. Trà Giang cũng cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu dưới tên gọi Sport Center 1, vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á 2023, vô địch AVC Challenge Cup 2023 và 2024, giành hạng 3 FIVB Challenger Cup 2024. Ở cấp độ câu lạc bộ, Trà Giang từng vô địch quốc gia 2022 trong màu áo Gelasimco Thái Bình và cô là cầu thủ thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nhất trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam khi đã khoác áo gần chục đội bóng trong sự nghiệp cho tới thời điểm này. Hiện Phụ Công 9X này đang thi đấu cho câu lạc bộ Ngân hàng Công thương của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đặc biệt, Trà Giang đang là một trong hai ngôi sao có số mùa thi đấu liên tiếp ở giải vô địch quốc gia nhiều nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngôi sao quê Lạng Sơn đã có 17 mùa giải liên tiếp thi đấu ở giải vô địch quốc gia, cân bằng kỷ lục của đàn chị Phạm Kim Huệ. Không chỉ có một sự nghiệp thành công, Trà Giang còn được coi là đại gia ở trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại khi cô sở hữu xe sang và nhà vườn rộng cả nghìn mét vuông. Trà Giang từng chia sẻ hình ảnh về khu nhà vườn rộng cả nghìn mét vuông mà cô mua bằng số tiền dành dụm, tiết kiệm được sau nhiều năm thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp. Không dừng lại ở khu nhà vườn nhiều cây trái này, Phụ Công 32 tuổi còn chia sẻ cô đặt mục tiêu mua thêm căn nhà nữa trong năm 2024 để vui thú với cuộc sống điền viên sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu bóng chuyền. Chỉ tiêu 2024, cô để dành cho bản thân. Cố gắng thêm căn nhà như mong muốn để về quốc đất trồng rau nuôi gà sống vậy. Làm điều mình thích và thích những gì mình làm đấy là hạnh phúc tuyệt vời nhất của mình, Trà Giang viết trên trang cá nhân. Ở tuổi 32, Phụ Công cao 1m82 là cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Dù là cựu binh và giành được nhiều vinh quang cao quý trong sự nghiệp, nhưng Trà Giang vẫn khát khao chinh phục những thành công mới.